아시죠? 베트남의 가장 큰 명절이라고 들었습니다. 여러분, 이제 2018년 시작한 지 얼마 안 됐는데 항상 건강하고, 건강이 정말 최고인 것 같아요. 몸이 아프면은 뭐 하고 싶은 일을 마음껏 할 수가 없으니까 운동 열심히 하시고 맛있는 건강한 음식 드시고, 일단 여러분이 건강하고 행복하고 또 함께 영화를 보시면서 즐거운 시간, 행복한 시간을 나눴으면 좋겠습니다. That's all I wish. Nothing else. 신짜오 또일라 채연. 2018년 새해가 밝았습니다. 모두 모두 새해 복 많이 받으시고 항상 건강하고 모두 모두 정말 행복하셨으면 좋겠습니다. 쭈뽕 남머이. 신짜오 또일라 주양. 2018년 새해가 밝았습니다. 새해 복 많이 받으시고요. 건강이 우선인 것 같아요. 그리고 항상 행복하셔야 되고, 예, 쭈뽕 남머이. 쭈뽕 남머이. 쭈뽕 남머이, mọi người. Nhiều sức khỏe, vui vẻ và may mắn. Chúc mọi người hãy theo dõi báo thanh niên và kênh của CJ một năm mới thật vui vẻ, hạnh phúc, nhiều may mắn, nhiều niềm vui bên cạnh gia đình và người thương của mình. Và mong mọi người sẽ gặp nhiều may mắn trong năm mới và mình sẽ đạt được những cái mong muốn của mình trong năm nay. Xin cảm ơn. Nhân dịp năm mới Mậu Tuất, xin chúc cho những gia đình nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành công nhé.